Hello mấy chị, mới đi mua một con gà đó, về để ăn với cái nước đó, đó. Cái nước bún bò Huế, nhưng mà mình mua phần miếng. Hồi nãy ở trong 70, ở trong dưới nghe thì em cũng mua nước và hết nước là với miếng với lại cái tẩy, do hồi bữa nấu bún bò Huế nó dính cái này, nước mua nước cái thuốc tẩy với lại cái hạt hướng dương là 153 bạc, nước là 70, rồi người ta tính mua một cái cào rau nữa với cái gì nữa đó, nhiêu đó là 153 bạc, là cỡ 120.000 Việt Nam mình, còn cái này là 120 bạc, là cỡ một nửa con gà á mọi người, 90.000 nha cả nha, cỡ 95.000 một con, nửa con gà đó. Như thế này để lát nữa em livestream em ăn ở trên TikTok, ăn với lại cái miếng đó. Hết bún bò thì mình thấy cái nước nó quá ngon á, hơi chưa có muốn đổ, còn nước mắm đấy của chị thì cũng ngon lắm. Để lát mình chấm miếng gà, ăn miếng gà. Và hồi nãy cái này là do em nấu bún bò Huế nó dính nè, em giặt rồi mà nó không có ra nha mấy chị, em phải mua cái thuốc tẩy của Thái Lan, mấy bữa còn có mà nó hết không chứ, mắc công lỡ mới ai tới nhà chơi tưởng giặt rồi á mà nó không ra tưởng hơi. Còn cái này thì mua ở trong 71 nè, nhiêu đây là 300 mấy á mấy chị, để em review cho mấy chị con thuốc nước rửa bồn cầu sữa, một cái chai gội đầu nhanh gọn, để đáng lẽ vô siêu thị rẻ tiền mua một tặng một mấy cái đồ ấy cái bồi bồi cho nhanh, nhưng mà ra mua em sợ em không có, em đang yếu á, em sợ em không có đi được ngày mai nữa, em nằm tiếp, cho nên mua đại cái này tại hết dầu gội rồi. Cái này chống rụng tóc, tại tóc đang rụng stress quá mọi người, nó cua nó rụng quá. Mua cái phần bánh Thai Tea Brownie Crisp ở trong 71, mấy cái bánh brownie nó cũng ngon, một phần sữa 12 bạc, 11 bạc mấy, 12 bạc. Mấy em fan ở bên TikTok nói anh cái sữa này mát không, anh Huy nói rẻ như cho anh mua uống để cho xương anh khỏe, cho nên Huy mua luôn mười mấy bạc này, cỡ 10.000 Việt Nam mình một bịch sữa nhỏ này. Rồi cái này là bún gạo để ăn cái miếng gà, xong rồi sáng mai ăn thêm một lần nữa cho 4 ngày luôn ha, 4 ngày luôn, nấu cái tô bún bò Huế 4 ngày. Một cái này là uống cho lợi vi khuẩn, lợi vi khuẩn có lợi cho cái bụng. Như đây là 372 bà đó mấy chị, 367 bà cho lộn, là trừ trẻ cái gì á, cỡ 300 370 á, 300 là thành 3 x 8 240 thêm 7 x 7 290.000 là bịch ở 71 là yogurt này mọi người, 290.000 với là Huy mua hai cái mặt nạ để đắp đó, để bớt khô da, khăn giấy ướt hôm bữa, khăn giấy khô hôm bữa mua 4 bịch luôn mà sao hết nhanh dữ ta, Huy lục trong nhà hết luôn mà không thấy, hôm bữa mình mua tới 4 bịch lần mà sao xài nhanh dữ ta, chắc là nấu ăn nó ơi, với lại mà hôm nay người yếu nó cái người bị kịp lại nè, đáng lẽ phải vô siêu thị để tiền mua mà Huy cứ sợ trong đây bán 2 miếng này 5 mấy không mua đại luôn, lỡ mai ngày mai không có ra đường được. Mua cái bánh men mà bằng dừa, bằng làm bằng cái thịt dừa coconut campuchia, khanom pin, còn Cambodia nước men vi sinh trà đó, Huy mua nhiêu đó làm cỡ 320.000 hay gì bao nhiêu, hồi nãy tính nhiêu quá, 280.000 Việt Nam mình là nhiêu đây, còn cái đó là 100 bao nhiêu á mọi người, nước với lại miếng rồi đó là 100 mấy, tính ra là chứ là con gà nữa, tính ra là cũng hơn 500.000 đó thôi. Mua đó là chưa phải đi siêu thị mua đồ về nấu, mua sơ sơ vậy mà mọi người thấy không, cũng đâu có rẻ đâu hả, ý là đối với Huy là rẻ, nhưng mà ý là mình mua sơ sơ mình góp là thấy cũng đâu có rẻ, nhưng mà mình sẽ có đồ ở nhà ăn vài ngày, người ta thấy mình mua như vậy người ta cứ chửi mình, nhưng mà thiệt ra là Huy mua cũng rẻ, còn là đồ rẻ tiền không á, nhưng mà người ta sẽ chửi Huy, nhưng mà không sao hết, Huy chỉ review cho cả nhà biết không, sơ sơ vậy nè, thấy không, đây nhiêu 370 nè, 370 cộng với 150 là thành nhiêu, 370 với 150 8 tự nhiên mệt nó cộng hơi lâu, 370 lên 370 cho 400 cộng 150
là thành 550 đúng không ta? Vì điên luôn, 550 thêm cái 120 đó nữa là thành nhiêu? Là thành 670 rồi. 670 cho 7 700 đó, cũng 500 ngàn đúng rồi cả nhà, mua như đây là 500 ngàn á. Là có phần nước cái nữa đi nha cả nhà, đó phần nước đó, nước uống đó. Mấy chai nước túi đó, 6 chai, 5 chai là nấu được cái nồi bò bún bò Huế. Giờ hồi like trên TikTok mình nấu ăn. Đây là clip 5 phút ngắn ngắn thôi, em đi mua đồ ở trong siêu thị 71 dưới ở dưới nhà, linh tinh lên nấu ăn mấy cái đồ nước còn dư trong bún bò Huế với lại để livestream sữa đâu nữa. Xin chào quý chị nha.